you. Việt Nam, một trong những đất nước đa dạng sinh học nhất hành tinh. Xấp xỉ 10% số loài sinh vật của thế giới sống ở đây. Các khu rừng nhiệt đới bùng nổ sự sống hoang dã. Nhưng gần 50 năm trước, mọi thứ không như bây giờ. Các khu rừng của Việt Nam bị tàn phá khi chiến tranh giữa con người trở thành cuộc chiến chống lại thiên nhiên. Cuối cùng thì mọi biến động đã lắng xuống và cuộc sống đã đánh trả lại một cách ngoạn mục. Kể cả ngày nay, các loài mới vẫn tiếp tục được phát hiện với tốc độ kinh ngạc. Những khu rừng này là vũ khí bí mật của chúng. Và như con phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn, những kẻ sống sót này tiếp tục phát triển. Đông Dương hoang dã nhất. Việt Nam, phượng hoàng từ tro tàn. Việt Nam là đất nước ở cực đông ở bán đảo Đông Dương. Đất nước kéo dài gần 1.600 km từ bắc xuống nam. Và phần hẹp nhất ở giữa chỉ rộng có 50 km. Dù có đường bờ biển trải dài, 3/4 địa hình đất nước này vẫn là đồi núi. Khoảng 40% đất đai được rừng bao phủ. Vào thời chiến, rừng mưa bao phủ là vũ khí lợi hại nhất chống lại quân thù. Các lực lượng Hoa Kỳ đã trút xuống đây khoảng 72 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó có chất độc màu da cam lên các miền quê của Việt Nam và thả khoảng 13 triệu tấn bom. Hàng trăm loài cây đã bị tận diệt, khoảng 20.000 km² rừng bị phá hủy, chiếm 20% diện tích rừng bao phủ. Số động vật thương vong lên tới hàng triệu con. Quy mô tàn phá lớn tới mức thuật ngữ hủy diệt sinh thái và chiến tranh sinh thái dùng để mô tả điều này. Nhưng ngay khi tiếng súng ngừng nổ, một sinh vật ngoạn mục lập tức tái sinh vùng đất. Tre là loài cây mọc nhanh nhất thế giới. Chỉ trong 24 tiếng, nó có thể đạt chiều cao tới 1 mét. Càng lớn, cây càng phát triển nhanh. Chỉ trong vài ngày, nó có thể vượt lên trên các cây khác đã có từ nhiều thập kỷ. Vốn là một loài cỏ khổng lồ, tre mọc ở khắp mọi nơi trên khắp đất nước Việt Nam. Nó đóng vai trò quan trọng trong cả hệ sinh thái. Nhiều loài sống dựa vào nó để sinh tồn. Các khu rừng nhiệt đới ở dưới vùng đất thấp của Công viên Quốc gia Cát Tiên phía Nam Việt Nam là nhà của những âm thanh khó quên nhất trên trái đất. Tán cây trên cao là nơi sinh sống hoàn hảo
cho một trong những loài linh trưởng có giọng hát ngân nga nhất thế giới. Thực đơn của loài vật này là tre. Vượn đen mã hung đánh dấu lãnh thổ của chúng bằng những âm thanh ồn ào thay vì các dấu hiệu vật lý. Mỗi sáng, những con trưởng thành lại thi hát để cảnh báo những đàn vượn hàng xóm giữ khoảng cách. Những âm thanh này có thể vang xa hơn 3 km. Lũ vượn sử dụng kỹ thuật âm thanh mà các ca sĩ opera phải mất nhiều năm rèn luyện mới có. Bằng cách hát giọng cao, chúng có thể dồn nhiều lực vào phía sau tiếng gọi không mấy khó khăn. Khi điệp khúc bình minh đã kết thúc, con cái và hai con non này có thể thư giãn. Trừ phi trải qua một đêm ngon giấc, mọi vượn con đều chỉ muốn đùa nghịch. Vượn đen mã hung sinh ra đã có màu lông vàng, nhưng khoảng 2 tuổi, lông chúng chuyển sang màu đen. Dù con đực giữ lông màu sẫm suốt đời, vượn cái lại trở về màu lông vàng như lúc mới sinh, khi trưởng thành hoàn toàn. 40% vườn quốc gia Cát Tiên là rừng tre. Kết hợp với tán cây vươn nhọn, là nơi lý tưởng để những con vượn con nghịch ngợm thể hiện. Vượn là loài leo trèo và đu cây giỏi nhất thế giới. Chúng có thể đạt tới tốc độ 55 km/h và đu xa tới 15 mét từ cành nọ sang cành kia. Thời gian vui chơi đã hết. Con non lớn nhất quyết định tới lúc nghỉ ngơi. Treo mình bằng một tay là cách thư giãn thường thấy ở vượn. Các ngón tay dài hơn và các chi khỏe hơn giúp chúng bám chắc trong hơn một tiếng mà không bị tuột tay. Bữa sáng là cả một sự kiện lớn trong buổi sáng. Măng tre tươi đặc biệt được yêu thích. Dù hoa quả, các loại hạt và lá chiếm phần lớn thực đơn, vượn cũng ăn cả côn trùng và đôi khi cả trứng chim nữa. Các ngón cái đối nghịch cho phép những ngón chân vượn bám chắc như đôi tay thứ hai. Tuy nhiên, con non này vẫn phải bám vào bề mặt nhẵn của cây tre. Vượn đen mã hung sống chủ yếu trên tán cây cao và hiếm khi xuống tới thềm rừng. Chúng có lý do chính đáng cho việc đó. Mặt đất là lãnh thổ của các loài thú săn mồi và con non đu thấp này có đồng hành. Con mẹ bỗng phát hiện ra nguy hiểm.
nó lao ngay tới hiện trường. Nó hướng dẫn cho con vượn đang gặp nguy hiểm quay về chỗ an toàn trên tán cây. Gấu đen châu Á có thể là thợ leo trèo tài tình, nhưng chúng không thể sánh bằng vận động viên giỏi nhất khu rừng. Dù có kích thước tương đương với họ hàng ở châu Mỹ, gấu đen châu Á khác biệt ở chòm lông hình lưỡi liềm màu kem ở ngực. Lông dày hơn tới 15cm ở khắp mặt và cổ cũng là một đặc điểm khác biệt nữa. Dù có bộ vuốt cong dài 3cm và hàm răng xé thịt, con thú này lại là loài ăn chay. Cỏ, quả mọng và rễ cây là thức ăn chính của chúng. Tuy nhiên, với số ít các loài có vú, côn trùng là món khoái khẩu của chúng. Cái mũi này có thể đánh hơi ra mùi mật ong từ khoảng cách 5 km. Lũ kiến ở ngay gần đó có rất ít cơ hội không bị phát hiện. Mũi vằn là kẻ gây khó chịu trong những khu rừng nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam. Sau khi quét lên bữa ăn lớp nhựa cây dính đặc, con gấu đực này quyết định đi làm mát cơ thể và tạm thời loại bỏ lũ bọ bám trên người. Gấu đen châu Á chủ yếu là sống đơn độc trong lãnh địa rộng khoảng 40 km vuông. Để thu hút gấu cái và để các con đực khác biết đây là lãnh thổ của chúng, con gấu đực này bắt đầu đánh dấu mùi lên một số cây nhất định. Đây cũng là cách lý tưởng để gãi cái lưng ngứa ngáy. Nhưng thói quen hàng ngày của con gấu đực này bỗng bị gián đoạn. Một con đực khác tới quá gần để kết bạn. Vị khách lập tức nhận được thông điệp rằng không nên động vào đối thủ này. Để thoát khỏi nguy hiểm, con gấu đực cũng bỏ trốn hoặc leo lên các cây. Chọn cách thứ hai, con gấu này buộc phải ngồi yên một chỗ. Phải mất hàng giờ trước khi nó cảm thấy an toàn để leo xuống. Đây là lý do lý tưởng cho một giấc ngủ ngắn giữa buổi sáng. Bảy 7% các khu rừng của Việt Nam là tre. Loại cây phát triển nhanh này vẫn đóng vai trò quan trọng giúp phục hồi nhiều kiểu hệ sinh thái khác nhau. Dọc bên bờ những con sông suối, rễ tre chẳng chịt và bám vào đất ven bờ bở tơi. Nếu không, nó dễ dàng bị xói mòn. Cây tre còn giữ cho nguồn nước luôn mát mẻ bằng cách phủ bóng râm, tạo điều kiện cho các sinh vật thủy sinh.
Trong suốt thời điểm mát mẻ ban ngày, những con rùa nằm phơi nắng để tăng thân nhiệt. Việc này thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và thôi thúc chúng kiếm ăn. Cá, côn trùng, thực vật và quả dụng là các thức ăn chính của chúng. Tuy nhiên, một loài đặc biệt chỉ kiếm ăn trên mặt đất. Rùa sa nhân có cái tên đó do ba miếng mai hay gờ lớn chạy dọc lớp mai phía trên. Khi trưởng thành, chúng có thể dài khoảng 18 cm. Bàn chân có màng, một phần cho thấy kiểu sống trên cạn đối lập với kiểu dưới nước. Con rùa này dành phần lớn cuộc đời trong rừng, len qua lớp lá cây để tìm kiếm con mồi dai ngoách. Dùn đất đóng vai trò quan trọng tạo ra độ màu mỡ cho đất. Chỉ 1 m² thềm rừng có thể chứa hơn 1.000 cỗ máy tạo dưỡng chất không xương sống này. Bất cứ loài giun nào ngóc đầu lên trên những rãnh này đều gặp rắc rối, nhất là khi ở trong lãnh thổ của rùa sa nhân. Con bò sát này có thính lực kém, nhưng lại có thị lực nhìn đủ màu sắc và khứu giác tuyệt vời. Giống như báo Repa săn đuổi một con linh dương, tỷ lệ thành công tương đối ngang nhau. Dù là một trong những lần chạm trán chậm nhất giữa kẻ săn mồi và con mồi được ghi nhận, với con rùa này, đây là một trong những phần thưởng lớn nhất. Bữa ăn này chứa tới hơn 80% chất đạm nguyên chất. Tre có độ bền kéo lớn hơn cả thép đúc. Nó còn cứng hơn cả sợi carbon. Dù có những tính năng vật lý phi thường này, búi tre lại là một loạt các thân rỗng. Những khoang trống này là chỗ trú ẩn lý tưởng cho bất cứ sinh vật nào chui vừa vào đây. Cái lỗ ở đốt tre này bị ong đục ra. Tuy nhiên, một sinh vật khác đã trú ngụ bên trong. Con rơi này không lớn hơn con ong nghệ. Chỉ nặng hơn một chút so với cái kẹp giấy. Nó là một trong những loài thú có vú nhỏ nhất thế giới. Toàn bộ chỗ này có tới 25 con rơi chen chúc trong không gian hẹp của một đốt tre. Ngôi nhà này thật ấm áp. Gần một tuần tuổi, những con rơi non này đã lớn bằng bố mẹ chúng. Nuôi những con non lớn như thổi này không dễ chút nào. Mỗi đêm, sau khi màn đêm buông xuống, rơi mẹ lại đi săn. Mồ
mối là con mồi chúng yêu thích. Quay lại chỗ ngủ, lũ rời con cố có thêm không gian để chuẩn bị cuộc sống bay lượn. Rơi tre có thể nhỏ, nhưng với số lượng lớn, chúng là bữa ăn khá thịnh soạn cho một con rắn nhỏ. Lũ rơi con không thể thoát thân. Nhưng kẻ săn mồi này cũng không chui vào được. Lối vào nhỏ hơn độ rộng của một cây bút chì. Con rắn bỏ cuộc phục kích và rơi mẹ đã trở về. Cái sọ dẹt cho phép chúng chui qua khe hẹp chỉ 4 mm. Trong khoảng 2 tuần, lũ rơi con sẽ tự bay và tự tìm được một hốc tre để làm nhà cho mình. Vịnh Hạ Long ở miền Bắc Việt Nam nằm ở một trong những bãi đá vôi lớn nhất thế giới. Bốn trăm triệu năm trước, hoạt động kiến tạo đã nâng thềm đá ngầm lên trên mực nước biển. Khi phơi mình trong không khí nhiệt đới ẩm, carbon dioxide bị nước mưa rửa trôi từ từ, hòa tan và tạc nên đá vôi. Kết quả là một vùng đất có địa hình kỳ lạ, một thắng cảnh được gọi là khuôn đúc trong địa chất học. Vịnh Hạ Long bao gồm hơn 1.600 đảo đá vôi và các đảo nhỏ. Nhiều đảo cao hơn so với bề rộng, biến chúng thành nơi không thể sinh sống và quá dốc đứng để có thể khám phá. Tuy nhiên, một số lượng lớn đảo có những bờ biển hoang vắng. Khu vực này có những hang động lớn nhất thế giới. Hang Tôi còn được gọi là hang tối, dài hơn 5 km và cao 80 m, đủ cao để chứa một tòa nhà 25 tầng. Các thạch nhũ đặc biệt và măng đá trang hoàng cho phần mái, vách và sàn hang. Những giọt nước rỉ qua đá xốp đọng những lớp canxi cực nhỏ ở trên và dưới. Trải qua thời gian, nó tạo ra một mê cung các cấu trúc nguyên thủy, một số còn tích tụ thành các cột canxi.
Trong suốt thời chiến tranh, người dân địa phương sử dụng các hang động trong đất liền làm hầm trú bom. Chúng cũng là nơi trú ẩn cho một trong những loài linh trưởng hiếm nhất thế giới mà ngày nay vẫn sinh sống trong khu vực này. Khỉ châu Á lần đầu được phát hiện vào những năm 1960, nhưng chúng hoàn toàn biến mất sau chiến tranh nên bị coi là tuyệt chủng. Nhưng 30 năm sau, một quần thể nhỏ sống giữa các hang động và các khu rừng đá vôi được phát hiện. Có khoảng 1.000 cá thể hiện đang sống ngoài tự nhiên. Khỉ châu Á hiếm khi xuống mặt đất mà dành phần lớn thời gian kiếm ăn trên cây. Giống các loài khỉ ăn lá khác, chúng không có bọng chứa thức ăn để có lợi cho dạ dày nhiều ngăn phức tạp. Nó đòi hỏi phải liên tục được đổ đầy. Những chiếc lá tươi non luôn được chúng yêu thích hơn. Nó làm giảm nhu cầu uống nước. Những con trưởng thành trong đàn này nghỉ ngơi giữa những lần kiếm ăn và tận hưởng việc trải lông cho nhau. Việc gãi lưng này không chỉ củng cố mối quan hệ bầy đàn mà còn là cách thư giãn tuyệt vời. Tuy nhiên, các thành viên trẻ hơn trong đàn vẫn chưa nắm được hết các nghi thức xã giao bầy đàn của khỉ châu Á. Cách đổi gió duy nhất mà những đàn khỉ này biết là trò chơi bám đuôi khỉ. Khi ánh chiều buông xuống, khỉ trở về chỗ an toàn trong các hang đá vôi của chúng. Những cái hang và động này không chỉ là chỗ trú ẩn để tránh thời tiết nhiệt đới bất ổn. Vào giai đoạn chuyển mùa, chúng luôn duy trì nhiệt độ thoải mái không đổi. Dù ban đầu có giả thiết rằng rất nhiều loài động vật của Việt Nam đã không còn sau chiến tranh, trong những năm tiếp theo, các nhà khoa học phải kinh ngạc trước những phát hiện của mình. Khỉ châu Á của Delaco đã bị cho là tuyệt chủng trong gần 60 năm trước khi chiến tranh nổ ra. Đáng chú ý là nó đã sống sót nhờ trú ẩn trong những hang đá vôi như loài họ hàng sống trên vách đá của nó. Họ nghĩ rằng chỉ có khoảng 200 con khỉ châu Á còn sót lại trong tự nhiên, khiến chúng trở thành một trong những loài linh trưởng hiếm nhất hành tinh. Cùng với những sinh vật đã được biết đến trước đây đã hồi sinh từ đống tro tàn của Việt Nam, ngày nay có nhiều loài mới được ghi nhận. Cho tới gần đây, không có thêm loài có vú lớn mới nào được phát hiện ở bất cứ đâu trên thế giới trong hơn 50 năm. Con linh dương này còn được gọi là sao la, một loài hoàn toàn mới với khoa học trước đây, đã được máy quay của một nhà tự nhiên học ghi lại vào năm 1992. Phát hiện này càng thôi thúc các cuộc thám hiểm lãnh thổ chưa được khám phá của Việt Nam. Và chỉ khoảng một năm sau, con nai Moonshark to lớn này cũng được thêm vào danh sách các loài mới được phát hiện. Không phải toàn bộ rừng của Việt Nam đều bị chiến tranh tàn phá.
Một số vùng nhất định lại hưởng lợi nhờ sự có mặt của quân đội liên tục trong 40 năm qua. Rừng nguyên sinh Sơn Trà trên bán đảo Đà Nẵng là một trong những nơi cư trú cuối cùng của một trong những loài khỉ đẹp nhất thế giới. Trà vá chân đỏ thường được phát hiện ở phần lớn lãnh thổ Việt Nam. Chủ yếu sống nhờ lá cây và hoa quả. Chúng phải hứng chịu hậu quả nặng nề bởi chiến tranh. Loài linh trưởng sặc sỡ này thường được xếp vào lớp khỉ châu Á. Nó cũng có dạ dày nhiều ngăn hay túi để tiêu hóa cellulose của những cây cứng. Sản phẩm phụ từ việc tiêu hóa đầy khí khiến bụng chúng như căng phồng lên. Cao xấp xỉ 75cm khi đứng thẳng, trà vá chân đỏ là loài khỉ tương đối lớn. Đuôi của chúng dài bằng cơ thể, giúp chúng giữ thăng bằng tốt khi nhảy qua các tán cây. Chúng luôn nhảy và hạ xuống bằng chân trước tiên. Trà vá là loài rất hòa đồng. Chúng thường sống theo bầy đàn tới 15 thành viên. Khác các loài linh trưởng khác, trà vá cái và đực không mấy khác nhau về màu sắc. Những con non ra đời chỉ hơi nhạt màu hơn và sẽ có đủ màu trong vòng 10 tháng. Do vẻ ngoài nổi bật của mình, nhiều trà vá chân đỏ dễ dàng trở thành nạn nhân cho các hoạt động quân sự. Ngay cả ngày nay, chúng vẫn bị những kẻ buôn bán động vật bất hợp pháp săn lùng. Tuy nhiên, quần thể đặc biệt này được quân đội bảo vệ. Cho tới gần đây, công chúng vẫn chưa từng biết tới khu rừng này từ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975. Các nhà khoa học cho rằng loài trà vá chân đỏ đã không còn sống trong khu vực này. Họ thật sai lầm. Khoảng 200 cá thể vẫn đang được ghi nhận là sống trong những bán đảo hẻo lánh này. Chúng tương đương với 60% số cá thể trà vá trên khắp cả nước. Các khu rừng nhiệt đới của Việt Nam cũng là nhà của hơn 5.000 loài côn trùng khác nhau. Có khoảng 1.000 loại bướm, lớn hơn tổng số bướm được phát hiện ở châu Âu và châu Úc cộng lại. Côn trùng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn, tái tạo rừng trong và sau thời kỳ chiến tranh. Chúng còn là nguồn protein quý giá cho nhiều loài sinh vật. Trong đó có một loài linh trưởng quý hiếm, thường đi săn vào ban đêm.
Con cu ly chậm lùn này giống gấu bông hơn là một loài linh trưởng. Cơ thể của nó chỉ dài 20 cm và không có đuôi. Tay và chân cơ bắp cho phép nó bám chặt vào cành cây. Đôi mắt quá khổ cho nó thị lực tuyệt vời vào ban đêm. Khác hầu hết các loài linh trưởng khác, cu ly có một lớp giống gương đằng sau võng mạc, có thể gấp đôi lượng ánh sáng thu nhận. Con cu ly này nhìn thấy một bữa ăn tiềm năng. Dễ bụi không thể bay, nhưng có thể nhảy với tốc độ kinh ngạc. Cú tấn công bằng hai tay khiến con dế không còn cơ hội nào. Cu ly là một trong những loài vật có khả năng ăn trong khi vẫn treo mình lộn ngược. Săn mồi ban đêm giúp chúng tránh phải cạnh tranh với những loài linh trưởng khác cùng sống trong lãnh thổ với chúng. Con cu ly không phải loài thú có vú ăn đêm duy nhất đang tìm mồi côn trùng. Những khu rừng tràn ngập ánh trăng ở Việt Nam là lãnh thổ của một loài thú săn côn trùng đáng yêu khác, khiến ta liên tưởng tới loài chuột trù khổng lồ. Cây vằn chỉ dài hơn 1 mét và nặng khoảng 3 kg. Dù có các đặc tính của loài chó, chúng lại có họ hàng gần gũi hơn với chồn và cầy mangut. Nhựa cây lên men là món ăn chúng ưa thích. Dù là những kẻ leo trèo thiện nghệ, chúng dành phần lớn thời gian để tìm ăn côn trùng và các loài không xương sống khác trên thềm rừng. Run đất sử dụng vỏ bọc bóng đêm vẫn không được an toàn như nó tưởng. Chúng chiếm phần lớn khẩu phần ăn của kẻ đi săn này. Nhiều loài động thực vật của Việt Nam bị thiệt hại nặng nề do cuộc chiến tranh mới đây. Tuy nhiên, một số loài đặc biệt vẫn sinh sôi từ trong cái chết. Giống như cây tre, loại thực vật này gọi là hoa nưa chuông, sinh sôi trong rừng thứ sinh, những miền rừng phát triển trở lại sau những biến động lớn. Được gọi là phù thủy của rừng, nó sắp gieo lời nguyền bóng đêm của mình. Trong khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống, cây này tự làm mình ấm lên 10 độ C. Hình ảnh nhiệt cho thấy sự tăng nhiệt đáng kể. Khi các lớp lá ngoài cùng mở ra, một đám hơi độc được giải phóng vào không khí.
Đó là mùi thịt thối và mùi hương không thể cưỡng lại với sinh vật bị kéo đến chỗ chết. Bọ carrion là kẻ ăn xác thối, kiếm ăn trên những xác sinh vật chết. Tuy nhiên, lần này chúng đã bị lừa. Một khi đã vào trong, vách trơn bên trong bông hoa không cho con bọ leo ra ngoài. Không có đủ không gian để dang rộng cánh nên có vẻ không có lối thoát. Nhưng cái cây này không làm hại những kẻ bị bắt. Bình minh lên và bông hoa vẫn chưa có gì thay đổi. Những con bọ bị bắt giam suốt cả ngày. Nhưng khi đêm thứ hai đến, phù thủy của khu rừng hoàn tất màn phép thuật của mình. Phấn hoa được ép từ nhị hoa, rơi xuống những con bọ bị giam ở bên dưới. Vách trơn bên trong bông hoa bỗng biến thành bề mặt thô ráp. Cuối cùng, tên tù nhân được thả tự do. Những con bọ phủ đầy phấn hoa thoát ra ngoài, nhưng những phù thủy khác của khu rừng bắt đầu cựa quậy. Không thể cưỡng lại mùi hương cay nồng của chúng, những côn trùng tìm thịt này đảm bảo cho quá trình thụ phấn, đóng vai trò chính trong sự sống thay vì cái chết.